Anh chị các bạn biết, tại vì Facebook của tôi là tôi có bản quyền mà. Làm sao mà Facebook nó đóng được. Hồi lúc trước nó còn cho tôi nghỉ một ngày 24 tiếng hồ, giờ nó không cho nghỉ nữa. Nó chỉ báo cho tôi biết rồi. Chào anh chị em các bạn trong diễn đàn nha. Cho nên tôi phải live stream để dặn cho mấy em que tức lên, tức học máu luôn. Này, mấy em que. Tôi nói rồi, mấy em que không có cửa chơi với anh Lợi Minh đâu. Mấy cái thứ mà dòi bỏ, mấy cái thứ mà chẳng ra cái ôm gì. Bảo chơi là chơi tới bến luôn chứ sợ gì. Hả mấy em que. Mấy thằng này với cái tụi mà chống cộng cực đoan ô hợp bên Mỹ này, nó bị quan tưởng. Đấy chưa. Nó bị quan tưởng rất là mạnh, các bạn biết. Nó ngu dã man, nó bị cái gì á. Bởi vì tôi cóc đầu hoài nó không khôn ra, phải không chắc đi hả? Ê hả boy, come on boy, come on. Come on, this my boy. Yeah, that's my boy, hả? Coi chừng mấy người ra nha con. Nó nhà nó coi chừng mấy người que, mấy người bao que. Nó coi chừng mấy người. Toàn là cái thứ gì đâu không. Thấy mấy người chống cộng ở hải ngoại, nhất là bên cái nước Mỹ, không ra cái ôm gì hết. Nó làm giống như là nó là cái trung tâm của vũ trụ. Mày chửi người ta thấy mà ớn luôn. Mình chửi lại, kéo nhau báo cáo Facebook. Các bạn muốn Facebook mà các bạn mà nó vững vàng mà mạnh đó, các bạn phải report lại tụi nó. Nó tưởng đâu nó report mà mình không biết report. Khi mình report lại, các bạn biết thằng Facebook đó, nó cao, nó để ý, nó biết mày chửi người ta chửi là mày thôi. chứ đâu có gì đâu. Đó. Chừng nào mà tự nhiên mà mình chửi nó đó, thì Facebook nó mới phạt mình, nó mới cảnh cáo mình, nó mới có thể nó khóa Facebook của mình. Còn đằng này tụi nó chửi mình nó report mình report nó. Thì Facebook của anh chị em sẽ rất là mạnh. Que ơi. Que à. Đó, cho mấy em que chơi. Mua xe về bỏ cửa đóng để chơi vậy á. Được không mấy em que? Bữa nào cho mấy em que nó nhảy lửa lẫn mới được. Đây. Đúng là cái đám cái thứ gì đâu. Cái thứ mà dòi bò không có ra gì hết mà đòi đấu với Lợi Minh, làm được con mẹ gì hả mấy thằng bao que. Tụi bay làm được gì tao, tụi bay làm được con cắt gì tao. Tao nói thật, tao thách tụi mày leo qua cái hàng rào thôi. Hôm đó là tụi bay may mắn thôi. Tụi bay may mắn hôm đó tao không có ở nhà. Không có nhà là chết mẹ tụi mày hết. Chứ mày đừng có, tụi mày đừng có dọa tao. Tưởng tao không biết luật pháp Mỹ à. Bà nội mẹ tụi mày. FBI nó sờ gái thằng nào mấy run cầm cập. Run như chó vậy. Mà tối ngày lên nói toàn nói ngu không à. Ngồi trên Facebook nổ có con mẹ gì đâu, toàn là thùng rỗng kêu to không. Giác một lũ ra ngoài cái chỗ mà City Hall đã đảo rồi trục sức rồi làm được cắt gì ha. Chẳng làm được cái đéo gì vậy. Mấy thằng này nó bị chửi nó hoài nó cũng vậy. Mấy cái đám này không bao giờ nó lớn nổi. Mẹ bỏ ly cà phê đâu nè. Chống không ra ôm vậy.
chống mấy chục năm rồi, chống mà dân dân đập ra đường, dân đập trốn thấy mẹ luôn, ra đường dân đập đập tơi bời ba lá đập đứa thì gãi răng gãi rộng. Về tới Việt Nam mà biểu tình dân nó xách 24 cẳng lên nó kéo. Nãy bỏ ly cà phê ở đâu ta? À đây. Giờ chống về Việt Nam dân nó kéo chứ còn thua con chó. Nhục thấy mẹ. Thấy thằng Bill Giang Nguyễn nhục thấy bà cố. Về bài đặt quay lại Mỹ mấy thằng tin tức phỏng vấn để đặng mà kiếm ăn. Rồi xạo nổ để cho nó bất nhục tụi mày. Tao nói cho tụi mày biết, cả một cuộc đời tụi mày bây giờ trên đất Mỹ cũng không bằng tao nữa. Tao thách luôn. Trời. American dream over rồi con ơi. Bây giờ đâu phải dễ làm ăn đâu. Cái thời thịnh vượng của nước Mỹ nó hết rồi. Nó đâu còn nữa. Mà tụi mày lên trên này hô hào. Thấy học sinh tuổi trẻ bây giờ nó nợ nần. Nợ của tụi nó đã đạt đến mức 1.4 trillion rồi. Thế giới học sinh mà bây giờ nó phải đi học đến trường, là lên đại học là bắt đầu phải mượn nợ đứng nần. Công ăn việc làm thì ngày một khó, 50.000 đô một năm ra trường chỉ ở cao đẳng sư phạm thôi thì làm sao sống. Tiền nhà tiền cửa lạm phát rồi xăng dầu vật giá mọi thứ đều lên hết, mọi thứ đều lên hết. Làm là trả nợ thôi, ăn trước trả sau không à. À mấy anh que hả, mấy ông que này thì thôi, chỉ có thằng Lợi Minh này là chị tụi mày thôi. Chỉ có thằng Lợi Minh này mới chị được mấy thằng quen. Nó nằm trong ruột tụi bay, tao đi trong ruột tụi bay, tao đi ra mà. Hả mấy thằng quen. Tụi mày là cái thứ không có ra cái ôn gì hết trơn á. Để thứ like cho mấy thằng này, mấy thằng là quay này nó tức. Lúc gà mình nói cũng phải cẩn thận một chút, lúc gà nó báo cáo dữ lắm. Nó báo cáo à, thấy không, lỡ nổ rồi nổ luôn đấy. Mày kiếm coi có nhà thằng nào ở bên Mỹ mà xe mà chạy vòng 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 nhà được không hả mấy thằng quen. Chào anh chị em các bạn nha. Nói chung mấy thằng ba que ô hợp này tụi nó toàn là cái thứ gọi là bệnh hoạn, giống như Benny Trương, Tân Thái, rồi Rosa Đào rồi. Leo lên mạng rồi. La trời la đất không có ra cái ôm gì đâu, toàn là cu ly ngay. Cho nó tức học máu lên. Nó nói là tôi rửa tiền của cộng sản trả. Rửa tiền mới có được cái vậy. Các bạn thấy không, mấy cái thứ mà dòi bỏ nó không ra gì, nó qua bên Mỹ rồi nó nổ. Có mẹ gì đâu, chống mấy chục năm rồi. Mấy thằng quậy này chơi em lại rồi mẹ thấy gì mốt thì kêu rồi ta. Ủa đâu rồi, chà biết cái gì cũng thương. Facebook nó chẳng làm gì cả. Mình chơi Facebook mà mình biết cái luật của nó, nó không bao giờ mà khóa Facebook mình được hết trơn. Anh chị em các bạn, nó báo cáo anh chị em các bạn, anh chị em báo cáo lại.
để cho Facebook biết là tụi này nó cũng rất là ma giáo, chứ nó không phải là tốt lành gì. Thì Facebook chắc không bao giờ mà gọi là làm khó các bạn, tại vì có chơi có chịu thôi. Chứ nó mà các bạn lên chơi á, các bạn thấy tụi nó thét ở trong diễn đàn những cái mà mất dạy đó, các bạn dịp hoặc nó lại, các bạn báo cáo nó trước. Các bạn không báo cáo nó, để nó báo cáo các bạn thì các bạn sẽ thua. Cho nên các bạn phải báo cáo nó. Các bạn thấy nó thét mà mất dạy mà mình không báo cáo nó sẽ báo cáo mình là mình thua nó. Facebook nó chỉ coi cái người nào nói trước thôi. Ở Mỹ cũng vậy, đánh lộn chứ cảnh sát Mỹ cái nào nó cũng lại là nó đánh cái thằng have you seen that remote control thing. What? Where's my remote control? Your remote control for what? For the car, the gate. I don't know. Why am I Các bạn phải báo cáo nó. Các bạn mà không báo cáo nó, cái nó báo cáo lại chứ mình thua. Cái Facebook nó nói là tại mình chửi người ta trước. Các bạn thấy không? Tụi Facebook mà nói chung nó cũng dựa trên những cái bằng chứng, chứ nó cũng không phải là một chiều gì. Mà nếu mà mình không báo lại đó thì nó lụm mình. Cho nên hiện nay mấy thằng quay đó, nó hùa nhau nó báo Facebook. Mà Facebook chỉ cho tôi biết là tụi nó báo cáo vậy thôi, chứ Facebook nó đâu có đóng Facebook tôi được. Tôi đâu có làm sai, tại nó chửi tôi thử lại rồi. Có lửa mới có khói, nói chung là như vậy. Mình chơi Facebook cái gì cũng vậy, mình phải biết cái luật của nó. Nếu mà mình không hiểu cái luật của nó thì mình sẽ bị lép vế. Với lại đa số mấy thằng mà nó báo cáo mình, nó có anh chị các bạn, tụi nó xài nick giả nhiều, nó chơi cũng một loại mình. Nếu các bạn mà xài nick thiệt á thì mình cũng lợi thế hơn nhiều, tại mình xài cái đàng hoàng. Với lại cái Facebook nó, anh chị các bạn nhớ là nếu mình chơi đàng hoàng á, thằng Facebook nó mình make má đi cho nó. Tại vì anh chị các bạn nhớ là nó quảng cáo á, thằng Facebook nó quảng cáo, nó sống nhờ quảng cáo mà. Không có quảng cáo là nó cha đó. Cho nên mình phải hiểu cái vấn đề đó. Mình phải biết để đặng mà mình đứng vững vàng, nó quýnh mình không sập. Đa số những cái nick bị sập là mình không có cái gì để chứng nhận cái nick đó là thật của mình đó. Thằng Facebook nó đâu có muốn mất khách hàng đâu. Anh chị các bạn nên nhớ, nó có muốn mất lúc nào nó cũng muốn giữ khách hàng. Cái remote control tự nhiên bỏ đâu rồi ta? Mình nó thấy mình chơi mình hiểu biết đó, thì nó cũng giữ mình, chứ nó không có để mình bị thiệt thòi đâu. Anh chị em các bạn cẩn thận. Nó không này, nó kéo một lũ nhau. Nó báo thì nó mình chỉ bắt thời giờ chút thôi. Facebook nó cho mình biết. Nó cho mình biết để mình nó make sure mình là người trong cái tài khoản đó thật. Anh chị em các bạn nó nhớ vậy. Nó coi nó, mình mà trong cái tài khoản đó thật á, rồi mà nó muốn mình dùng cái password á để mình log in log out. Mà khi mà mình log in log out như vậy mà đúng mà không sai lúc nào á, không sai á, thì cái chương mục cái account Facebook của mình á nó càng vững mạnh hơn. Là thằng Facebook nó biết là mình bị mấy cái thành phần xấu nó chơi. Cho nên tôi chỉ chia sẻ về vấn đề Facebook, ngoài Yahoo cũng vậy. Nói chung những cái diễn đàn mạng của Mỹ các bạn nên nhớ, tụi nó áp dụng những cái luật rất là rõ ràng. Mình xài cái gì mà nick thật thì mình hiểu biết, mình đọc mình hiểu cái luật đó. Nó khó mà nó đánh bại được mình.
hồi nào giờ tôi xài computer cũng vậy. Ở bên Mỹ cũng vậy anh chị em các bạn. Có nhiều người bị hack, email hoài à. Tôi thấy lên cái bị người ta hack hoài quỷ à. Thứ nhất nữa là mình không có xài bản gốc, mình không có bản quyền. Khi mà các bạn xài bản gốc, bản quyền á, máy của các bạn á, cái máy chủ của tụi Yahoo, tụi Microsoft hay là Facebook, nó update liên tục. Nó gọi là nó bảo mật cho mình á. Nó security. Thành ra khi mà mình được nó bảo mật như vậy, nó update liên tục á, thì cái mạng của mình nó sẽ tốt hơn. Em chào chị Nhung Hồng, chị Hồng Nhung. Thành ra mình chia sẻ để anh chị các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề mà cái an ninh, cho vấn đề mà mạng được.